Xin chào tất cả các em. Trong video này, cô và các em sẽ lại làm một đề trong bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh. Các em hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho các bạn cùng học nhé. Và đây là đề số 16, Practice Test 16. Chúng ta bắt đầu nhé. Question 1, phân biệt nguyên âm. A, library. Âm I. B, middle. E, C, lit. E, D, picture. E. Vậy đáp án A, library, có từ phát âm khác. Question 2, phân biệt đuôi ED. A, decorated. B, needed. C, watched. D, wanted. Đáp án C. Question 3. A, inspiration. Liên suction. A, umbre. B, economic. Liên chữ X, umno. C, situation. Liên suction, A. D, material. Liên chữ đưa IAL, âm thơ. Vậy chúng ta có phương án D. Nhấn vào âm thứ hai, các từ còn lại âm 3. Question 4. Certain. B, couple. C, decide. D, equal. Vậy C, decide. Nhấn vào âm 2 khác với các từ còn lại âm đầu. Question 5. Kiểm tra vị trí từ. Vì các từ A, B, C, D đều là các từ cùng họ hàng. Sau were là động từ to be, chúng ta cần tính từ. Tính từ thì loại phương án C vì đây là verb. Còn đây là to verb. C, D loại. A và B chúng ta cần chọn. Xét về nghĩa, lũ trẻ được chia ra làm 5 nhóm cho trò chơi. Vậy đây tính từ mang nghĩa bị động. Separated, được chia, đóng vai trò là verb phần thứ hai tạo nên câu bị động. Question 6. Kiểm tra thì, câu này liên quan đến when. Thế, chúng ta dịch. Khi tôi còn ở trường tiểu học, mẹ tôi thường đưa tôi đi học. Câu ở quá khứ có was. Chia ra phương án A và phương án B loại. A là hiện tại đơn, B là hiện tại tiếp diễn, không thể xuất hiện trong câu có mệnh đề when quá khứ đơn được. Còn C và D, C là đã từng, D là đang, đã đang đưa tôi đến trường. Xét về nghĩa, phương án C hợp lý nhất. Mẹ tôi đã từng đưa tôi đi học. Vì đây là kể lại sự việc trong quá khứ. Question 7, kiểm tra giới từ. Học sinh phải đi học đúng giờ. Vậy trước chữ time chúng ta có giới từ in time là kịp thời kịp lúc, còn on time là đúng giờ. Vậy phương án D, phương án B on là đáp án. Question 8, kiểm tra thì. Dựa vào dấu hiệu for 10 years, chúng ta thấy đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Cho nên đáp án phải chọn C là đúng nhất. Question 9, kiểm tra cụm động từ. Don't leave that meat there too long. Đừng để thịt ở đó quá lâu, nó sẽ hỏng. Sẽ về nghĩa là nó sẽ hỏng. Có các cụm động từ sau. A, take up. Take up ở đây nếu như mà dùng cho quần áo giày dép thì dịch là cởi ra, còn dùng cho máy bay là cất cánh. B, go over. Go over là ôn lại. C, pass away, qua đời, bằng với chữ die. D, go off. Go off này nếu mà đối với đồng hồ thì là đổ chuông hoặc là reo. Đổ chuông. Với quả bom ấy thì là nổ. Còn với thức ăn thì là hỏng. Ôi thiêu. Suy ra chúng ta chọn đi.
vì có nghĩa hỏng hoặc là ôi thiêu đối với thức ăn ở đây. Question 10. Kiểm tra mẫu câu accuse somebody of verbing. Thì như vậy C là đáp án đúng nhất. Accuse somebody of verbing và dịch nghĩa là buộc tội. Cô ấy buộc tội tôi trộm cái túi xách tay của cô ấy. Question 11. Kiểm tra mạo từ. Đối với Internet chúng ta dùng the. Đây là cụm từ khá quen thuộc đúng không? On the Internet. Để trên Internet. Như vậy phương án có the là phương án A và C. Dựa vào vị trí phía sau nào. Trên Internet và với truyền hình cáp, chúng ta có thể chọn lựa thông tin từ rất là nhiều nguồn. Thì cụm từ a wide variety of là sự đa dạng hoặc là nhiều. Sự đa dạng. Đấy. Nó là cụm cố định. Suy ra đáp án A là chính xác nhất. Question 12. Anh ấy hỏi tôi đã đợi bao lâu. Đấy, xét về nghĩa là bao lâu. Trong bốn phương án A how long, bao lâu, B how many, bao nhiêu, C how much cũng là bao nhiêu. Với how many là trước danh từ đếm được, how much đứng trước danh từ không đếm được. D how often, bao lâu một lần. Vậy xét về nghĩa chúng ta chọn A how long. Question 13. Bạn nên chú ý những gì mà người chỉ dẫn đang nói. Chúng ta có pay, có to. Vậy thuộc cụm từ cố định là pay attention to, dịch nghĩa là chú ý. Đây là cụm từ cố định. Sang hai câu giao tiếp. Question 14. Jones nói gì đây? Mà Jimmy trả lời đó là ý tưởng hay. Dựa vào having, verbing. Thì why don't này không chọn được vì why don't sau đó là verb nguyên thể. How about sau đó là verbing. Đấy, how about là verbing. Why aren't thì không đúng cấu trúc. Shall we sau đó là verb nguyên thể. Giờ về ngữ pháp thôi, chúng ta đã đủ chọn được be, how about. Còn xét về nghĩa, đây là một câu gợi ý làm gì đó, đúng không? Gợi ý đi bơi ở sông. Thì đưa vào rất hợp lý về nghĩa. Question 15. Anna nói cái máy giặt này hoạt động như thế nào. Thì Mary trả lời chúng ta có bốn phương án. A not often, không thường xuyên. B like this, như thế này này. C too much, quá nhiều. D a little, một rất ít, một ít. Suy ra đang hỏi về máy hoạt động như thế nào thì phải là như thế này này. Like this là hợp lý. Hai câu về trái nghĩa, opposite in meaning, trái nghĩa. Question 16. Họ phải giữ những cái đề án này, đề xuất này bí mật với chủ tịch. Lúc này, for the time being, trong thời gian này. Vậy chúng ta có từ secret, bí mật. Trái nghĩa của nó sẽ là tiết lộ. Vậy trong bốn phương án A, B, C, D có từ tiết lộ là revealed. A, tiết lộ là trái nghĩa nhé. Question 17. However, tuy nhiên, làm thế nào để tận dụng đầy đủ, tận dụng toàn bộ những nguồn năng lượng này là một câu hỏi cho các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Phủ đây là đầy đủ hoặc là toàn bộ. Vậy trái với nó, chúng ta phải chọn từ mang nghĩa là một phần. Đấy. Complete là hoàn thành. Imperfect, không hoàn hảo. Partial, một phần. Hungry, đói. C là đáp án chính xác nhất. Chọn hai câu về trái về đồng nghĩa, closest in meaning, tìm từ đồng nghĩa hoặc là gần nghĩa nhất. Question 18. A nuclear station, một nhà máy hạt nhân, có lẽ hoặc là có thể là nguy hiểm do nổ, going off, nổ, phát nổ.
do những sự cố không mong đợi hay là sự cố bất ngờ. Vậy chúng ta có từ go off. Trên này chúng ta đã gặp cái chữ cụm động từ go off đây rồi. Có ba nghĩa là đổ chuông này, nổ này, hỏng hoặc ôi thiêu. Thì với câu này sẽ dịch là nổ. Vậy đồng nghĩa là từ nào đây? Demolishing là phá, phá hủy. Exploding, nổ. Developing, phát triển. Running, chạy. Suy ra đáp án gần nghĩa nhất. Đồng nghĩa B, exploding. Question 19. Billy, come and give me a hand with cooking. Billy, hãy đến đây và giúp tôi nấu nướng. Vậy cụm từ give me a hand là giúp. Trong bốn phương án giúp là phương án A, động từ help. Prepare là chuẩn bị. Be busy, bận rộn. Attempt, cố gắng. Chúng ta chuyển sang bài đọc trả lời đoạn văn. Chọn đáp án cho đoạn văn. Bài đọc về Charlie Chaplin. Chúng ta sẽ luyện dịch nhé. Charlie Chaplin là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và là một nhà soạn nhạc người Anh. Ông được biết như là người có tính sáng tạo nhất, người có tính sáng tạo nhất của thời kỳ phim câm. Chân dung của Charlie Chaplin về người lang thang đã giành được rất nhiều trái tim, chiếm được rất nhiều trái tim của mọi người dân trên khắp thế giới. Charlie được sinh ra ở London vào ngày 16 tháng 4 năm 1889. Ông đã trải qua thời kỳ thơ ấu trong nghèo nàn và khó và vất vả. Và năm 1910, ông đã bắt đầu biểu diễn phim câm, ở Mỹ. Ông lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh là vào năm 1914. Ông đã tạo nên một cái gì đây? Nhân vật, character, nhân vật. Chúng ta dịch danh từ trước rồi để tính tờ nhé. Nổi tiếng thế giới, người kẻ lang thang. Và ông đã đóng vai trò chính, trong hơn 70 phim trong suốt sự nghiệp của mình, career, sự nghiệp. Ông cũng soạn những nhạc cơ bản cho hầu hết các phim của ông. Vào năm 1972, Chaplin nhận được giải thưởng danh giá cho cái gì đây? Giải thưởng danh giá cho cái ảnh hưởng không thể đếm xuể hoặc là không kể xiết. Đấy, sự ảnh hưởng không thể xiết mà ông đã tạo được trong nền trong ngành điện ảnh, nghệ thuật, dạng nghệ thuật mới của thế kỷ này. Ông qua đời vào ngày 25 tháng 12 năm 1917 ở quê hương của mình là Thụy Sĩ. Năm câu hỏi. Question 20. Câu 20. Vào năm 1910 ông bắt đầu diễn phim câm ở đâu? Câu này chi tiết đúng không? Câu này rất chi tiết. Chúng ta nhìn ngay nhé. Đây. Vào năm 1910 ông diễn phim câm. Năm 1910 đây. Ông diễn phim câm ở Mỹ. Vậy đáp án chọn A. The US. Question 21. When did he start appearing in films? Ông bắt đầu xuất hiện ở các bộ phim khi nào? Khi nào? Thì chúng ta có thông tin là vào năm 1914. Đây. Thông tin ở đây. He first appeared. He first appeared on screen in 1914. Đây. Vậy đáp án chọn câu này B. Question 22. Charlie Chaplin rất là nổi tiếng cho cái gì? A là cái màn trình diễn của ông. B là nhạc nền của ông. C là kẻ lang thang, nhân vật kẻ lang thang. Và D là nhạc nền đã soạn của ông. Vậy dựa vào thông tin trong bài thì ông nổi tiếng là kẻ lang thang. Nổi tiếng là nhân vật kẻ lang thang, đúng không? Vậy đáp án C. Question 23. Câu nào sau đây là không đúng? A.
Charlie Chaplin là một họa sĩ người Anh, một nghệ sĩ, artist, nghệ sĩ. Câu này đúng không nhỉ? B, ông chơi nhạc cổ điển. Không có thông tin đúng không? Ông chỉ là soạn soạn ra những cái nhạc nền cho những bộ phim này thôi. C là Charlie Chaplin đã qua đời ở tuổi 88. Cái này phải tính toán đúng không nhỉ? Ông sinh ra vào năm 1889 và mất vào năm 1977. Vậy tính ra là 88 tuổi là hợp lý, chính xác. D, ông nhận được giải thưởng vào năm 1972. Câu này có thông tin. Vậy đáp án sai ở đây là phương án D. Không đúng ở đây là B. Question 24, career ở đây là sự nghiệp. Sự nghiệp, vậy chúng ta sẽ chọn là work. Question 25, lỗi sai. Tôm trong buồn khi tôi nhìn thấy anh ấy. Sao động từ lúc chúng ta dùng tính từ chứ không dùng trạng từ, nên phương án B này sai và sửa về là set bảo đuôi ly đi. Question 26, cô ấy làm việc chăm chỉ nhưng cô ấy đỗ kỳ thi. Cô ấy học tập chăm chỉ nhưng cô ấy đỗ kỳ thi. Thấy sai ngay phương án B. Ở đây không thể nhưng mà phải là sau. Vì vậy để nguyên nhân kết quả. Question 27, người đàn ông mà chiếc xe thuộc về người này đã qua đời vào ngày hôm qua. Trong lý thuyết về đại từ quan hệ, chúng ta có đại từ that dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định. Tuy nhiên, that không được dùng sau giới từ, không được dùng sau dấu phẩy. Đó là cái mà chúng ta cần ghi nhớ. Bạn nào mà chưa nhớ phần lý thuyết này, hãy xem video về tổng ôn các đại từ quan hệ của đạo Pháp. Và với câu này, áp dụng lý thuyết đó, chúng ta chọn phương án B, không thể là to that mà phải là to whom. Chúng ta sang bài điền từ đoạn văn, cũng lại dịch chi tiết từ vị trí một. Environmental pollution là sự ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường là thuật ngữ suy ra tất cả các dạng thức, phương thức mà bởi nó mà con người làm ô nhiễm cái môi trường xung quanh của họ. Con người, chúng ta có chữ man này mà để dạng số ít mà không có ơ ân đằng trước thì là con người nhé. Con người làm ô nhiễm không khí với khí thải và khói thuốc, làm nhiễm độc nước với chất hóa học và các chất khác. Số 28 chúng ta chọn là nhiễm độc nhé. Poison là làm nhiễm độc. Pours là đổ ra. Put là đặt. Surround là xung quanh. Vậy đáp án đúng nhất là A. Và damage làm hư hại đất với cái gì đây? Quá nhiều thuốc trừ sâu, phân bón và thuốc trừ sâu quá nhiều mang nghĩa tiêu cực đúng không? Vậy đáp án chọn B, chu. Con người cũng làm ô nhiễm môi trường xung quanh bằng nhiều cách khác nhau. Và số 30 là chọn liên từ. Besides, ngoài ra, as instance không có dạng này, phải là for instance mới đúng. Therefore, vì vậy, for example, ví dụ. Vậy, xét về văn cảnh câu này, đằng sau nó là con người là hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên bằng việc đổ rác ra đất, đổ rác thải ra đất và nước. Thì đây là một ví dụ cho cái việc là làm ô nhiễm môi trường bằng nhiều cách. Nên đáp án chọn D, for example. Chúng ta sang đoạn thứ hai. Sự ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề nghiêm trọng tồi tệ nhất mà con người đối mặt ngày nay. Nước, không khí, nước và đất là cần thiết cho sự sống sót của tất cả các dạng sống. Không khí bị ô nhiễm nặng có thể làm sao gây ra bệnh inis, bệnh tật và thậm chí là chết chóc. Nước bị ô nhiễm giết hại cá và những dạng sống dưới nước khác. Đang nói đến cá và ở đây sẽ dùng tính từ nào đây? Thuộc về nước nhé, chúng ta có tính từ marine, dưới nước, dưới đại dương. Chọn B. Ô nhiễm đất làm giảm lượng đất và cái mà có sẵn cho việc là
trồng lương thực thực phẩm. Chúng ta có 4 phương án: able thì sau đó là to verb, capable sau đó giới thừa of, probable là có lẽ thì không hợp lý, còn available là có sẵn, for, đúng không? Vậy đáp án D là hợp lý nhất. Xong bài viết lại câu question 33. Chuyển sang câu điều kiện loại 2, vì động từ cho ở đây là ở thì hiện tại. Điều kiện 2 là dùng để diễn tả hành động trái ngược với hiện tại. Mệnh đề sau because chuyển lên, nếu không tốt nhất là dịch làm cho nó chắc chắn. Chị gái của tôi thường ốm bởi vì chị không tập thể dục. Suy ra nếu chị gái của tôi tập thể dục thì chị ấy không ốm. Vậy viết như sau: if my sister và she là cùng một người. Khi viết ở vế này lên trước thì she này đổi thành my sister nhé. If my sister. Với điều kiện 2 thì mệnh đề if sẽ là quá khứ đơn, cho nên bỏ doesn't này đi, do chuyển thành đứt. Đứt physical. Exercise. Thì chị ấy sẽ không ốm, đúng không? Hoặc là chị ấy sẽ khỏe mạnh. Thì để cho dễ thì với bạn mà các bạn mà kiến thức không chắc về từ vựng lắm thì cứ nhớ là cứ có not thì bỏ đi, không có not thì thêm vào thì vẫn đảm bảo nghĩa của câu đúng. Vậy đây cô hướng dẫn cách dễ thì chúng ta làm cho dễ nhé. Suy trong điều kiện 2 thì sẽ dùng úp. Thêm nó vào wouldn't be sick. Không dùng chữ often. Không thường xuyên ốm. Often vẫn để cũng không sao. Question 34. We haven't heard from her for over 10 years. Ở đây hiện tại hoàn thành. Có for đổi sang câu có last, quá khứ đơn. Và for này sẽ đổi thành ago. Vậy chuyển như sau: lần cuối cùng chúng tôi nhận được tin từ cô ấy, đúng không? Quá khứ đơn của her vẫn là her. Here vẫn là her. From her. Her. Và for đổi thành ago để cuối câu. Over 10 years ago. Và để làm được phần này thì các em phải học một bài về chuyển đổi câu từ thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại. Và cô đã phát video về 8 cấu trúc chuyển đổi. Các em nhớ xem và học các cấu trúc. Question 35. Bắt đầu câu viết bằng là their 25th wedding anniversary. Và cụm này đang là ở vị trí sau động từ của câu gốc. Vậy đây là câu bị động của thì tương lai gần. Đấy. Với thì tương lai gần thì are going to này giống như là will, giống như các động từ quyết thiếu. Chúng ta sẽ viết lại, sau đó mới dùng bị động. Đấy. Vậy lễ kỷ niệm cưới lần thứ 25 của họ sẽ, lúc này dùng y chứ không dùng a nữa vì anniversary này số ít nhé. Is going to. Đấy. Sau đó mới là bị động. Be là mặc định trong bị động của thì tương lai gần. Verb phân thứ hai của celebrate là thêm it vào. Celebrate. Celebrated in Nha Trang. Không cần dùng bài dâm nhé. Question 36. Chuyển sang câu gián tiếp. Câu hỏi trả lời yes no. I'm ask her mother. Ask somebody này, her mother. Sau đó đến liên từ if hoặc whether. If hoặc whether. Rồi đến mới chuyển đổi ai ở đây là theo An là con gái đúng không? Thì sẽ dùng là she. Can sẽ lùi thành could. Have a new bicycle. Đấy. Đó là cách chuyển đổi. 27. Question 27. Nối hai câu dùng đại từ which. Vậy đây là nối câu dùng đại từ quan hệ. Danh từ câu trước là the plans và tương ứng vẫn là the plans ở câu sau. Chúng ta thay từ tương ứng ở câu sau bằng đại từ which và viết như sau: the plan. Sau đó dừng lại, đưa đại từ quan hệ đây lên, kéo theo mệnh đề này lên luôn nhé. Which
live on that island. May develop differently. Đấy. Question 38. Viết lại câu điều ước. Unfortunately, không may, tôi không thể tham dự được buổi trình diễn của ông Miller tối qua. Vậy, chuyển thành câu điều ước là tôi ước là tôi đã tham dự được. Và đây dùng điều ước loại 3, dùng quá khứ hoàn thành. I wish I had. Và động từ chính ở đây attend nhé. Đã tham dự. Attend được Mr. Miller performance. Performance last night. Last night. Đấy. Question 39. Chuyển câu có mệnh đề although sang inspired. Cái này cô cũng đã dạy trong một video về cách chuyển. Thì chúng ta để ý nó thuộc trường hợp là the team và they là cùng chủ ngữ. Vậy chuyển như sau. The team ngay sau although bỏ đi. Sau đó play này đưa về giọng verb in. Viết như sau. Inspired. Sau đó playing. Well. Vị trí chữ dây này sẽ thay bằng the team. The team lost. Đấy. Và sẽ còn một số cái dạng khác chuyển đổi của although sang inspired nữa. Các em hãy xem video về cái chuyển đổi đó và học kỹ càng hơn. Và đây chỉ là một dạng trong số các dạng ấy thôi. Question 40. Viết lại câu có the. Vậy đây là dạng gì đây? Có nhiều sự hợp tác. Chúng ta có thể tái chế được nhiều giấy vụn. Vậy càng có nhiều sự hợp tác, chúng ta càng tái chế được nhiều giấy vụn, đúng không? Chuyển sang câu so sánh cách. Much corporation, a lot of waste paper. Chuyển về dạng so sánh. Viết như sau. Bắt đầu bằng the. The, sau đó so sánh hơn. Much đưa về là more. Co-operation. Sau đó đến chủ ngữ. There is. Xong về thứ nhất. Về thứ hai. Lại dơ tiếp. The. A lot of cũng chuyển thành more. The more waste papers we can recycle. Đấy. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau luyện tập đề số 16 trong bộ đề luyện thi vào 10 môn tiếng Anh. Các em cố gắng ôn luyện tốt để chuẩn bị cho kỳ thi một cách tự tin nhất. Thank you for watching and listening.